Rồi tiếp theo chúng ta sẽ trên kinh Đức Phật đã nói với chúng ta ha, Như Lai giống như mặt trăng. Như Lai nói với con, điều này đỡ nói lên ha, ý là nghĩa này là Bồ Tát ha, đã hỏi Bồ Tát Sư Tử Hống, đã hỏi Đức Phật Như Lai ha, tại sao ha, đã là vô tình rồi ha, đã là vô tình rồi thì tại sao ha, còn phải đã là vô tình ha, tại sao còn phải cần thường lạc ngã tình, tại sao Như Lai phải còn thường trụ hả, thì Bồ Tát đã không hiểu ở nghĩa lý này, nên Bồ Tát mới hỏi Đức Phật là như thế. Bồ Tát này là Bồ Tát là Sư Tử Hống ha. Bồ Tát Sư Tử Hống hôm trước tôi đã giới thiệu cho quý vị đồng tu đã nghe rồi ha, hôm nay tôi không nhắc lại, chúng ta đi qua tiếp theo về phần này thì quý vị sẽ thấy được là Đức Phật đã nói là về việc này thì thường lạc ngã tịnh đem lại cho sự không phiền não ha. Sự lạc là sự hân hỷ, là vui ha. Chúng ta biết lạc trong tiếng Hán là vui ha. vui vẻ hân hỷ gọi là vui, tóm gọn lại là không có buồn. Vì sự vui mà không có bị buồn phiền hay là phiền não ha. Như vậy thì chúng ta thấy được vì vui nên mới Đức Phật mới ở khu rừng Tê La Không Thọ. Chúng ta hiểu như thế này, vì vui nên chúng ta Đức Phật mới ở khu rừng Tê La Không Thọ, mà ở khu rừng Tê La Không Thọ này mới gặp Đức Phật Bồ Tát Sư Tử Hống ha, đó là sự nhân duyên. Vì vô minh ha, và chánh pháp không vì thấy sanh tử là hiếm, vì tất cả đều nằm trong sanh tử luân hồi, nên sao, nên khi thấy được sanh tử là điều hiếm nhất, nên vì vậy mà có Đức Phật để nói là niết bàn, làm rừng phẳng đó, làm cho cái sở, làm cho phá phiền não kiết sử, phá phiền não kiết sử chính là sự giải, làm chặt đứt đòn. Chúng ta đã học được chủ học hôm trước, bài giảng trước là tôi đã nói về sự phân đoạn, hay còn gọi là đoạn sử hay là kiết sử. Phân đoạn và đoạn sử là kiết sử là cái này. Chúng ta đã biết được phân đoạn chính là phân cái đoạn, không phải là chúng ta phân tích ra từng đoạn, mà là phân đoạn là sự ngăn đó quý vị. Tiếp theo, đỡ chi để sinh sôi các thiện các điều thiện, vì ngăn rồi, phân đoạn rồi thì phải sinh ra thiện là ở chỗ này đây. Vì thiện nên mới gặp được, nên giống như vì thiện nên ông mới được gặp được tôi đó, gì đó là đại loại là Đức Phật muốn nói cho, đại khái là Đức Phật muốn nói cho Bồ Tát Sư Tử Hống là hiểu như vậy ha. Vì ông thiện nên ông mới gặp được tôi đó, nên tôi mới nói cho ông nghe vậy, là là ý đó. Tiếp theo, sinh sôi căn tánh ha, ngũ căn tánh Phật, sự căn tánh ha, đại niết bàn thích. Vì sự công hạnh tu tập, mà tôi gọi là căn tánh. Kính thưa quý vị đồng tu ha, chúng ta tạm nghỉ 3 phút. Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục. Sự công hạnh ha, tu tập ha, nên niết bàn. Điều đây có nghĩa là Đức Phật không nói là, nói với các Sư Tử Hống là tôi vì ông mà tới ha, tôi vì ông mà tới, nên vì vậy á mà
công hạnh tu tập của ông. Tôi ở đây nói cho ông nghe. À, đã. Nên chúng ta hiểu, hiểu như thế. À, chúng ta hiểu như thế. Và như vậy là có nghĩa là nhân duyên từ tiền kiếp, để từng có mặt tại đây, nên ông và tôi cùng có mặt ở đây. Đó. Và vì nguyên nhân, vì nhân duyên nên ông mới hỏi tôi như vậy. Đó. Ý tôi muốn nói với các vị đồng tu là chúng ta phải hiểu cái nghĩa như vậy thì chúng ta mới dễ dàng biết được. Và như vậy là chúng ta thấy được là vì có mặt, vì nhân duyên. Mà nhân duyên là gì? Là tôi đã giảng vừa còn bài giảng kinh điển nhân duyên vô minh trong sinh khởi cách đây khoảng 2 tháng trước, thì quý vị đồng tu có thể nghe lại bài đó thì sẽ hiểu được nhân duyên là gì. Thì như vậy thì. Tiếp theo, Đức Phật đã nói là cũng vì từ nhân duyên mà sanh, ngã là trụ nhân duyên sinh về nơi mà chỗ về. Và muốn là sự vô trụ, vì nhân duyên chẳng thấy buông bỏ nhân thân sắc, vì thế nên mới không thấy. Điều này là sao? Điều này là Đức Phật muốn nói cho chúng ta là có nghĩa là khi đã có nhân duyên, khi đã có nhân duyên mà chúng ta lại không thể nghĩ rằng đó là nhân duyên thì nhân duyên đã đoạn. Chúng ta đã học tới phần phân đoạn rồi. Khi phân nhân duyên là phân đoạn, điều đó có nghĩa là vì này là sự vô trụ nên gọi là vô trụ, vì nhân duyên khi sanh vào nơi đó và chuyển về nơi lại chỗ về nơi không đúng chỗ về, là điều đó có nghĩa là khi sanh về nơi lẽ ra là về nơi đó nhưng mà lại về nơi khác là không đúng chỗ về, nên gọi là vô trụ. Vì khi đi đối chiếu trên kinh điển, vì chúng ta biết được trên kinh điển nếu mà nói về vô trụ và thường trụ, vô là không, vô là không, hay còn gọi là bất, trong tiếng Việt của mình là vô, nhưng mà trong tiếng Hán gọi là bất, nghĩa là chính xác về đúng nghĩa hơn là bất, bất là không, nhưng mà vì là vô trụ thì chúng ta tạm hiểu là vì không đây, là vì vô trụ nên lẽ ra vì nhân duyên sẽ sanh về nơi đây, nhưng mà lại vì một nhân duyên nào khác lại chuyển về nơi khác, như vậy thì chúng ta thấy được là gọi là không thường trụ, hay còn gọi là vô trụ. Tiếp trụ gọi là pháp mà hầu như tất cả hai chữ chúng ta không nghĩ rằng đó là các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi là chính là sự phân đoạn và tịch diệt. Vì sao vậy? Vì khi sự phân đoạn và tịch diệt, chúng ta đã học các bài trước rồi, chúng ta đã học về phần kinh điển và bài trước tôi đã giảng, mà bài pháp hữu vi thì tôi đã cài giảng kỹ cho quý vị đồng tu, là chúng ta thấy được đó không gọi là không diệt, pháp đó không phải là không thể diệt, mà là có sanh có diệt. Chỉ có pháp tạng Như Lai là không diệt được, không sanh không diệt. Mà như vậy thì chúng ta thấy được tất cả các pháp của hữu vi đều là diệt, mà trong khi đó Đức Phật đã nói với chúng ta là sao, cũng giống như tất cả đều giữ hay
hay là điều như như pháp thủ quy, là ý ý đây ý ý mà tôi mới mới giảng trực. Rồi tiếp theo, và pháp đó cũng là không, không là thường trụ và ngã trụ. Như vậy thì chúng ta thấy cũng như tôi đã nói trên, vì sự không thường trụ nên nên bị sắc ngã trụ, ngã trụ ngã trụ chứ không phải là trụ ngã hay là cái trụ ngã, mà là ngã trụ ở đây chính là trong trong bản, ha, trong bản, trong bản ngã, đây là ngã trụ. Từ đó mà trong 25 cõi giới của Như Lai đã không không còn, hay còn gọi là, và vô trụ hiện tướng của Như như không, Như Lai đã không, Như Lai đã không. Vì vậy mà chúng ta mới nói là không trụ, lại nói vô trụ là kim cang, và nhân kim cang không không vô, không vì sự phá hoại của vô trụ, hiển hiển như như là đồng đồng hiển, sao gọi là không không trụ. Như vậy tại sao nói pháp giới vô biên thì vô biên thành Như Lai, sao thở là gọi là trụ được? Điều này có nghĩa là sao? Điều này có nghĩa là nếu nói chúng ta nói về sự hiển, hiển thì là không, mà tại sao nói lại là không? Đó là chính là thường trụ. Mà tại sao nói sự vô biên? Là tại sao nói sự vô biên chính là như Như Lai? Mà chúng ta đã nói là pháp tại Như Lai là vô biên là như vậy. Vô biên, vô ở đây là không, là cùng. Như rồi giống như bất biên, biên này là không phải là biên chớ hay là biên biên địa hay là biên biên ngoại, mà là biên này là chính là quyền, là quyền, biên là quyền. Mà theo tôi nghiên cứu các tài liệu kinh điển của Phật giáo đã nhiều năm thì biên này còn có nghĩa là không, là pháp. Quý vị, quý vị nào mà nghiên cứu sâu thì có thể trao đổi thêm thông tin với tôi, là gửi email về cho tôi để tôi có thể giải đáp hơn. Chúng ta tạm thời hiểu tôi đó thôi ha. Thì chúng ta sẽ học tiếp ở phần tiếp theo ha. Bây giờ kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.